Tâm xin chào quý anh chị khách hàng, các nhà đầu tư. Hiện tại thì Tâm đang ở dự án xây dựng Hà Nội. Khu vực này là khu vực nằm ở dưới dự án anh chị. Thì ở đây là nền liền kề, có diện tích là 166m, ngang 7m. Bề ngang 7m thì thu hút và hấp dẫn nhiều nhà đầu tư hơn là cái loại ngang 5m anh chị. Thì cái này là chủ đang cần tiền và hạ giá từ 1.4 tỷ xuống 1.3 tỷ cho 166m. Cái giá nó cũng gọi là khá là tốt ở thời điểm này. Và thời điểm sốt thì giá đó đâu đó khoảng 1.9 tỷ anh chị, 1.9 tỷ đến 2 tỷ. Đó, 166m này. Thì hiện tại thì chủ người ta cần tiền quá, thì người ta có nhu cầu là muốn bán ra. Và chủ này thì người ta không vay ngân hàng nha anh chị, nhưng mà người ta có nhu cầu tiền mặt. Thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư, nắm giữ trung hạn dài hạn thì cái lô này nó có lợi nhuận rất là cao. Tính ra đơn giá thì nó đâu đó khoảng 8 triệu mấy, 9 triệu gì đó. Nó khá là rẻ anh chị, 1.3 tỷ cho 166m, ngang 7m. Thì bề ngang càng lớn ấy, thì cái giá trị của lô đất càng cao nha anh chị. Thì khu vực này là nói chung là nó nằm ở vùng giữa của dự án. Từ vùng giữa của dự án xây dựng Hà Nội ấy, đơn vị 2 và đơn vị 3 thì nó chưa có người ở nha anh chị. Nó chỉ ở phía ngoài Nguyễn Văn Cừ thôi. Thì tất nhiên là chưa có người ở nên cái giá ở đây nó cũng rẻ. Ví dụ những cái nền nhà phố ở bên trong mà 92m² thì đã có những nền giao dịch khoảng 850 triệu. Và có những cái nền mà bị lối sản phẩm, nó bị lối ngã ba anh chị, bị gọi là dính lối phong thủy ấy, thì có một cặp và cũng vừa giao dịch 140m², ngang 7m, nhưng mà cả hai lô đều dính ngã ba và chủ bán một cặp thì giá chỉ có 6 triệu một mét anh chị. Và tất nhiên là có người mua ngay. Thì mặc dù lối nhưng mà giá nó rẻ anh chị. Thổ cư mà cái giá đó thì nó quá là rẻ mà. Thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư và thực sự là có nhu cầu mà mua bán ấy, thì anh chị có thể tìm hiểu về cái sản phẩm của cái dự án Hút Nhân Trạch và xây dựng Hà Nội, rồi anh chị đưa cho Tâm cái nhu cầu và cái mức tài chính, thì đặt chờ thì Tâm sẽ đợi có những cái sản phẩm nào mà chủ bán ra mà phù hợp với hai bên hài hòa thì Tâm sẽ ráp lại cho anh chị. Ưu tiên những anh chị mà đặt hàng sản phẩm trước nha anh chị. Còn những anh chị nào mà cứ hỏi tới hỏi lui thì Tâm nghĩ là anh chị phải tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và dự án thêm thì anh chị mới dễ quyết định. Anh chị có nhu cầu ký gửi mua bán thì anh chị cứ liên hệ với Tâm. Cảm ơn anh chị.